Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Vietnam TV. Kính thưa quý vị, sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, thế giới bước vào thế đối đầu giữa hai cực Liên Xô và Mỹ. Cả hai bên đều tích cực chuẩn bị cho Thế chiến lần thứ ba. Sau đây, kênh Vietnam TV xin giới thiệu đến quý vị và các bạn năm loại vũ khí Liên Xô đã chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực này. Thứ nhất, về súng bộ binh, tiểu liên AK-47 là loại vũ khí bộ binh có cấu tạo đơn giản nhưng uy lực, tin cậy, dễ sử dụng và có thể sản xuất hàng loạt trong điều kiện thời chiến. AK-47 là khẩu súng dễ nhận biết nhất thời hậu Thế chiến thứ hai. Có khoảng 75 triệu khẩu AK-47 đã được chế tạo trên toàn thế giới. Súng AK-47 lấy cảm hứng sáng tạo từ một số loại súng như là khẩu M1 Garand của Mỹ, đặc biệt là khẩu súng Stanwiger STG của Đức đây là loại súng trường tấn công thực sự đầu tiên trên thế giới, trước khẩu M16 của Mỹ 10 năm. Đến đầu thập niên 1950, quân đội Liên Xô đã hoàn thành trang bị AK-47 cho toàn lực lượng của họ, sẵn sàng cho chiến tranh thế giới lần thứ ba. Ngoài việc trang bị cho Hồng quân và các nước thuộc khối Hiệp ước Warsaw, AK-47 còn được viện trợ cho các quốc gia khác, nhất là các phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Hiện nay thì súng AK-47 vẫn là loại vũ khí được sử dụng phổ biến nhất trên toàn thế giới. Trên lĩnh vực hải quân, do không thể cạnh tranh được với Mỹ về tàu sân bay, Liên Xô đã phát triển các loại tàu ngầm làm phương tiện phi đối xứng như hải quân phát xít Đức trong Thế chiến lần thứ hai. Tàu ngầm mang tên lửa đàn đạo lớp Typhoon, đây là phương tiện gian đe hạt nhân trên biển của Liên Xô. Tàu ngầm Typhoon dài 175 mét, lượng sán nước khi lặn 24.000 tấn, Chiếc tàu ngầm khổng lồ này lớn hơn gấp 3 lần so với tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles của Mỹ và nặng hơn gần 10.000 tấn so với đối thủ của chúng. Là tàu ngầm mang theo tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Mỹ. Tàu ngầm Typhoon của Xô được đánh giá là một thiết kế sáng tạo, được trang bị 20 ống phóng tên lửa đạn đạo SN-20 Stun. Mỗi tên lửa SN-20 được trang bị 10 đầu đạn hạt nhân. 6 chiếc tàu ngầm lớp Typhoon đã được chế tạo và phục vụ trong hải quân Liên Xô. Và hiện nay, một chiếc Typhoon vẫn được sử dụng làm tàu thử nghiệm tên lửa Bulava. Chứng kiến sức mạnh của lực lượng xe tăng sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Liên Xô khẩn trương phát triển các loại xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhằm thay thế cho huyền thoại T-34, đó là xe tăng T-54. Xe tăng T-54 có hình dáng, tháp pháo, hệ thống động lực và vũ khí thì hoàn toàn mới so với xe tăng T-34 để chuẩn bị cho cuộc chiến có sử dụng vũ khí hạt nhân, nên xe tăng T-54 được nâng cấp ngay lên phiên bản T-55. Đó là vũ khí phụ trên nóc tháp pháo được dỡ bỏ, thay vào đó là một tháp pháo hàn kín và có hệ thống NBC. Dòng T-54, T-55 là trụ cột của quân đội Liên Xô từ cuối chiến tranh thế giới lần thứ hai cho đến khi ra mắt hầu duệ của nó, đến khi phiên bản T-64 ra đời. Ngoài mẫu T-64, sau này được cải tiến lên thành T-80. Các mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực của Liên Xô sau này đều là hậu duệ trực tiếp của T-54, T-55 như T-62, T-72 và T-90. Để có thể thực hiện đòn gian đe chiến lược, Liên Xô đã tập trung phát triển máy bay nắm bom chiến lược TU-160 Blackjack, được đặt biển xanh là Thiên Nga Trắng. Và chiếc TU-160 là máy bay nắm bom chiến lược cuối cùng được Liên Xô chế tạo với cánh chính có thể thay đổi, cánh cụp, cánh xòe, một thiết kế đặc trưng của thập niên 1960. Tu-160 có tốc độ bay siêu âm và có thể bay ở độ cao cực thấp để tránh sự phát hiện của radar đối phương. Chiếc Tu-160 đầu tiên bay thử vào ngày 18 tháng 12 năm 1981 và là đối trọng của máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ. Tu-160 có thể mang theo 22 tấn vũ khí trong hai khoang chứa vũ khí bên trong và các mẫu treo bên ngoài, bao gồm các tên lửa hành trình hạt nhân KH-55AS-15 Ken, tương tự như tên lửa hành trình phóng từ trên không của người Mỹ. AS-15 là một tên lửa hành trình cận âm mang theo đòn ăn hạt nhân có sức công phá 200 kt. Một chiếc TU-160 có thể mang theo 12 tên lửa AS-15. Liên Xô thì phụ thuộc rất nhiều vào pháo binh trong Thế chiến lần thứ hai. Các loại pháo xe kéo và súng cối rẻ tiền dễ sản xuất và có uy lực mạnh mẽ trên chiến trường. Theo thống kê, pháo binh là sát thương lớn nhất trên chiến trường. Chỉ riêng trên địa phòng ngự tại Stalingrad, 13.000 khẩu pháo đã được phía Liên Xô triển khai. Liệu pháo 122 ly D-30 là loại pháo xe kéo phổ biến trong quân đội Liên Xô sau Thế chiến lần thứ hai. D-30 có tầm bắn 15,4 km, vượt xa tầm bắn của đối thủ 105 ly M101A1 của Mỹ là 11,27 km. Tốc độ bắn của D-30 từ 5 đến 6 phát trên mở phút. Mỗi sư đoàn bộ binh Liên Xô được biên chế tới 32 khẩu D-30, đảm bảo hỏa lực cho sư đoàn bộ binh chiến đấu cả khi không có hỏa lực không quân. Giống như tất cả các vũ khí của Liên Xô, D-30 có thể được sử dụng như một vũ khí chống tăng, hạ nỏng để bắn thẳng với xe tăng địch với xạ giới tầm 360 độ. Tổng cộng có 19.266 khẩu D-30 được Liên Xô chế tạo, hầu hết vào thập niên 1960 và 1970. Tiếp theo chương trình, chúng ta hãy cùng khám phá những vũ khí mạnh nhất thế giới của Nga. Chuyên gia Alexander Mogovoy thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Nga với bản nâng cấp Bastion P, Nga đã sở hữu hệ thống phòng thủ bờ hàng đầu hiện nay. Theo chuyên gia của Nga, đàn tên lửa Onis vừa được Hải quân Nga công bố trong buổi bắn thử nghiệm là phiên bản nâng cấp thuộc hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion P của lực lượng phòng thủ bờ hải quân Nga. Do là phiên bản mới nên Onis được đánh giá có những tính năng ưu việt hơn tên lửa thế hệ thứ 5 NSM do phía Na Uy sản xuất và đang được NATO triển khai tại Ba Lan. Onis là loại tên lửa có tốc độ siêu âm, đạt tốc độ Mach 2,6. Sau tên lửa này có tính cơ động rất cao với đường bay rất phức tạp, tầm bắn 300 km Tên lửa đạt độ cao lên đến 15.000m và sau đó bổ nhào xuống và bay ở độ cao từ 10 đến 15 mét trên mực nước biển. Nhờ đó, các phương tiện Sada trên biển của đối phương rất khó để phát hiện ra nó. Ông Alexander Mogovoi giải thích rằng, khi tên lửa đầu tiên của hệ thống nắm bắt được mục tiêu, ngay lập tức nó truyền tải thông tin đến tên lửa khác. Sau đó, tên lửa Onis biết cách để phân phối tiêu diệt các mục tiêu. Trong khi đó, tên lửa NSM của NATO mới chỉ đạt tốc độ cận âm NSM dài 3,96m, mang theo đầu đạn nặng 125kg, tầm bắn tối đa 185km. Tên lửa này được trang bị công nghệ dẫn hướng rất hiện đại, kết hợp giữa dẫn hướng quán tính, hệ thống định vị toàn cầu GPS. Ở giai đoạn cuối, tên lửa khóa mục tiêu bằng cảm biến hình ảnh hồng ngoại thu động hai băng tần, cho phép phân biệt mục tiêu trong môi trường lộn xộn. Ngoài ra, một trong những tính năng quan trọng khác của NSM là khả năng dẫn hướng và tấn công chính xác nhằm tiêu diệt các mục tiêu theo đó tên lửa nsm được cho là một trong những tên lửa chống hạm đầu tiên trên thế giới được trang bị đầu dò hồng ngoại và camera chuyên dụng có khả năng phân biệt nhận dạng từng hình dáng của những chiếc tàu chiến riêng lẻ tính năng này cho phép nó tự động bỏ qua các mục tiêu dân sự như tàu cá tàu hàng để lựa chọn ra một con tàu chiến đối phương và tấn công phá hủy chúng một tính năng mà chúng ta chỉ nghĩ ở trong các phim khoa học viễn tưởng này đã trở thành hiện thực. Và dù vậy, theo Alexander Mogovoy, tên lửa Baston thì có hiệu quả hơn NSM không chỉ vì tốc độ. Baston P có thể đánh trúng tàu địch ở khoảng cách 300 km, trong khi NSM chỉ có khả năng đánh trúng tàu đối phương trong phạm vi 200 km. Ngoài ra, tên lửa Baston với sự giúp đỡ của các trạm radar Monolith B có thể phát hiện được mục tiêu ở khoảng cách rất xa. Điều này thì NSM thì không có. Tên lửa NSM có thể mang theo đầu đạn nặng 125 kg, trong khi các tên lửa Onis có thể mang theo đầu đạn nặng 215 đến 220 kg. Để tiêu diệt tàu khu trục của Mỹ Aleberg sẽ cần từ 2 đến 3 tên lửa và sẽ mất không quá 15 phút. Alexander Mogovoi đã nhấn mạnh. Chính vì vậy, vị chuyên gia của Nga cho rằng việc NATO triển khai tên lửa NSM tại Ba Lan nhằm đối phó với con tàu Nga trên Baltic không khiến cho Nga bận tâm bởi ở khu vực này, Hải quân Nga đã triển khai Bastion P với phiên bản mạnh nhất của tên lửa Onis. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin quân sự tiếp theo.